Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 năm nay, Tòa Thánh Vatican công bố một bản tu chính mới của Bộ Giáo luật của Giáo hội. Đặc biệt, phiên bản mới năm nay thiết lập những công cụ pháp lý cụ thể để bài trừ nạn ấu dâm trong hàng tu sĩ. Nhật báo Công giáo La Croix trong bài viết có tựa đề Ấu dâm, tham nhũng, v.v. Giáo hội cải cách luật hình sự, nhận định đây chính là một trong những chương trình cải cách của Tòa Thánh Vatican có nguy cơ rơi vào quên lãng do những cải cách này đã được đưa ra cách nay rất lâu. Hơn nữa, đây còn là một sự sửa đổi sâu rộng về giáo luật, luật nội bộ của giáo hội, kết thúc một công trình do Đức Benedicto XVI khởi xướng từ năm 2007. Nạn ấu dâm, cuộc chiến chống tham nhũng, áp dụng hình phạt, thời hạn xét xử, v.v. Với tông hiến mang tên Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên chúa, giáo hoàng còn vượt xa qua cả việc trao chuốt lại quyển thứ 6 của Bộ Giáo luật, dự trù cả một hệ thống chế tài của luật nội bộ ngay trong Bộ Giáo luật năm 1983. Điểm nhấn nổi trội nhất của lần chỉnh sửa này chính là việc hình thành một đạo luật cụ thể về nạn lạm dụng tình dục từ các linh mục nhắm vào trẻ vị thành niên hay những người trong tình trạng yếu đuối. Luật mới quy định ra sao về những tội lạm dụng tình dục và nạn ấu dâm, những hình phạt nào các tu sĩ có nguy cơ phải đối mặt nếu vi phạm những điều trên. Để hiểu rõ vấn đề này, RFI tiếng Việt mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với linh mục Phạm Hoàng Dũng từ Roma. RFI tiếng Việt trước hết xin cảm ơn linh mục đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Thế thì từ gần nửa thế kỷ nay, đặc biệt là từ đầu những năm 2000, giáo hội phải đối mặt nhiều với những cáo buộc về nạn ấu dâm trong hàng ngũ các tu sĩ. Thưa ông, vậy thì hiện tượng này được diễn giải như thế nào trong Kinh Thánh ạ? Bộ Kinh Thánh của Giáo hội Công giáo là một cái nền tảng của đời sống đức tin của các tín hữu Kitô giáo. Bộ Kinh Thánh nó không chỉ là dùng cho Giáo hội Công giáo không, mà cho tất cả các giáo hội tin lành chính thống, và ngay cả một phần của Bộ Kinh Thánh là dùng cho người Hồi giáo nữa. Vấn đề đây là cái chuyện ấu dâm hay là những cái vấn đề tình dục nói trong Kinh Thánh không phải là chuyện đơn giản, là một cái bài học hay là một cái gì đó cụ thể. Cái vấn đề đặt ra đây đó là cái chuyện chúng ta đọc Kinh Thánh như thế nào. Tại vì một câu chuyện Kinh Thánh nó được viết trong một cái hoàn cảnh, trong một cái lối văn và một tác giả con người trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể là vùng Do Thái Palestine, cả vùng Trung Cận Đông. Nhưng bây giờ khi nó trở thành một điều phổ quát cho toàn thế giới, đặc biệt là Giáo hội Công giáo. Mà Giáo hội Công giáo thì không phải chỉ ở châu Âu, Mỹ châu, Á châu, mỗi cái văn hóa thì cái đặc biệt đọc và giải thích Kinh Thánh như thế nào. Đó là một cái vấn đề lớn của giáo hội. Chẳng hạn một câu chuyện cụ thể về ông Abraham khi được Thiên Chúa kêu gọi đi đến vùng đất hứa có tên gọi cụ thể là Sodom và Gomorrah. Từ cái câu chuyện của ông Abraham và người cháu, nó trở thành một cái thuật ngữ ở trong các nền văn hóa Sodom và Gomorrah. Cái chuyện dính dáng đến tình dục nó khác người. Chẳng hạn như là Gomorrah thì nó là cái chuyện là có quan hệ đồng tính của hai giữa người nam với người nam. Cái câu chuyện Kinh Thánh đó là giải thích như thế nào? Thì đó, cái chuyện đó là cái một trong cái vấn đề chính của Giáo hội Công giáo trải qua 2000 năm, lan truyền từ Jerusalem trong vùng đất Do Thái cho đến Roma và lan rộng trên toàn thế giới. Không chỉ là cái kỹ thuật đọc Kinh Thánh và giải thích Kinh Thánh, nó còn là cái sự phát triển hiểu được người ta hiểu thế nào từ Cựu Ước và Thần Ước. Nói tóm lại là từ Cựu Ước đã có cái thập điều, thì thập trong cái thập điều đó thì nó có điều răn thứ 6 và thứ 9. Điều răn thứ 6 là nói về những cái tội phạm mà tội phạm cụ thể, tức là cái tội ngoại tình có liên hệ tình dục khác thường vân vân. Nhưng mà cái điều răn thứ 9, những cái tội phạm trong tư tưởng, thì từ đó là cái nền tảng để mà giải thích sau này, để phát triển ra những cái thần học về thần học luân lý, về tội, về những vấn đề tội phạm liên quan đến tình dục hay là về đời sống tình dục, từ đó để cái đời sống đạo đức của người Kitô hữu trong cách thực hành tình dục của đời sống vợ chồng vân vân. Trong cái điều 1398 của Bộ Giáo luật quy định là bất kỳ linh mục nào phạm tội tình dục với trẻ vị thành niên hoặc một người mà luật pháp công nhận một sự bảo hộ tương tự có thể sẽ bị trừng phạt, thậm chí là bị loại khỏi chức tư chế. Thế thì quy định này có khác gì so với trước đây để có thể được xem như là một cuộc cải cách, một bước tiến quan trọng trong cái bộ luật mới của giáo hội hiện nay ạ?
cụ thể trong bộ giáo luật không có một cái chữ nào nhắc đến cái việc linh mục hay là một người một hàng trong ngành giáo sĩ hay là một người giáo dân làm việc trong giáo hội cũng phạm tội những tội liên quan đến tình dục. Mà cái tội này nó là cái tội phạm về phá thai. Những người thực hành phá thai gồm có người phụ nữ mang thai và những người giúp đỡ người phụ nữ để phá cái thai vào thai đó, thì lập tức bị nói nôm na là cắt phép thông cầm. Khi mà thay đổi cho cái điều giáo luật này thì cái linh mục nào có những cái hành vi lạm dụng tình dục ở đây không phải chỉ đối với trẻ vị thành niên mà cả đối với những cái người không có khả năng tự bảo vệ mình, những người yếu thế, những người tàn tật, những người đi tàn tật, những người mới vào tập tu, thì không phải chỉ là đợi đến như chúng ta biết rằng theo nguyên tắc thì là khi mà tòa án phán có tội thì lúc đó mới có tội. Và ở đây trong cải tổ là cuốn số 6 về các hình phạt thì những người khi thực hành cái việc lạm dụng tình dục này thì lập tức họ là người có tội và bị cắt phép thông cầm, không phải đợi đưa xét xử ra một cái trình tự mà tuyên bố như thế này mới là có tội. Đó là cái bước tiến trong cải tổ những cái điều về hình phạt của cái bộ giáo luật hiện nay. Như vậy thì có nghĩa là cái điều đó sẽ cho phép là những cái người mà bị phạm tội đó, nếu mà bên tư pháp dân sự mà họ điều tra ra là có phạm tội là họ cũng sẽ bị truy tố như là một người bình thường. Chúng ta phải hiểu được một cái điều là cái bộ giáo luật nó dùng trong nội bộ của giáo hội Công giáo. Chúng ta phải hiểu được là cái lịch sử của giờ khi di truyền. Thì có những cái thời mà giáo hội nó có ảnh hưởng không phải chỉ là về mặt đời sống tinh thần, đời sống đức tin của các tín hữu, mà nó có quyền trên các vua chúa. Chúng ta thấy trong cái lịch sử từ thời Constantinople và hoàng đế Constantine của La Mã trở lại đạo, hoặc là vua Clovis của Pháp trở lại đạo, thì lập tức nước Pháp hay toàn dân của đế quốc Roma phải dưới quyền của giáo hoàng. Và ngay cả nước Ý chúng ta chỉ thấy là đến thời Mussolini thì lúc đó mới người ta mới tách được ra cái quyền hành giữa đạo và đời. Chúng ta phải hiểu được cái điều đó, chúng ta mới thấy được là bộ giáo luật mang tính chất nội bộ, mang tính chất về đời sống tinh thần. Cái giống như là một cái luật của một cái nhóm người trong một cái quốc gia. Và vì thế nếu một linh mục sống ở Việt Nam, sống ở Pháp hay sống ở Ý, có những cái tội phạm liên quan dục thì không phải chỉ sẽ bị phải chịu với về mặt hình sự mà theo cái bộ luật hình sự của cái vùng đất mà đương sự đang cư trú, bên cạnh cái hình phạt mà người ta phải chịu theo cái quy định của bộ giáo luật. Thế thì còn đối với các nạn nhân, giáo hội sẽ có những cái biện pháp nào để mà bù đắp cho những cái tổn thương tinh thần mà họ phải gánh chịu trong trường hợp vụ việc nó bị tố giác? Từ vài năm gần đây, khi giáo hội đã có những bước tiến rất lớn ha. Chẳng hạn trong nội bộ các dòng tu hay các giáo phận thì người đứng đầu khi nghe những cái tố cáo có cái trường hợp như vậy thì phải cộng tác với lại cái bộ phận bên tư pháp của địa phương để cộng tác điều tra. Và khi tòa án tuyên bố có tội thì ngoài cái bồi thường về vật chất, tinh thần, vật chất nó không chỉ là một phần nhỏ, nhưng cái điều đến cả tinh thần nó còn nặng nề kéo dài suốt cả cuộc đời của người ta. Thành ra bây giờ đã có những cái ủy ban mà người ta lật lại những hồ sơ từ thời chiến tranh thế giới thứ hai, những cái vụ trong những cái lòng dòng tu bây giờ nó hình như nó những cái nó không còn nữa, tại vì cái thành viên thì đã già, nhưng mà có những cái người vẫn còn sống, người ta muốn nói lại, hoặc là những cái người đã từng trải qua, người ta muốn kể lại những cái câu chuyện như vậy, thì có những cái ủy ban để lắng nghe, rồi tùy thuộc vào đó mà có những giải pháp cụ thể cho từng trường hợp. RFI tiếng Việt xin cảm ơn linh mục Phạm Hoàng Dũng tại Roma.